Xin mến chào tất cả các bạn. Thì hôm nay thì admin của hội quân dân.com học xây dựng online sẽ quay trở lại với các bạn một loạt video về kết cấu thép cũng như là kết cấu bê tông. Và kết cấu thép thì mình đặt tên là vui vui là xóa mù chữ, xóa mất gốc. Còn cái bên bê tông á thì mình đặt tên là học để làm việc. Thì cái thời gian qua nó bị gián đoạn một tháng bởi vì admin có công việc cá nhân. Thì thực sự các bạn đó là cái công việc đó là mình chuyển nhà các bạn, mình chuyển nhà thì nó quá nhiều việc đi, với lại là mình cũng có thử làm một cái job về công nghệ thông tin, nó liên quan đến cái công nghệ nhận diện các bạn, cho nên nó bận quá. Thì hôm nay chúng ta quay trở lại. Và trong video lần này về kết cấu thép thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái video mình nghĩ rất là hữu ích, rất là hữu ích. Và để cho các bạn có thể là tính nó gần đúng, nó mang tính tham khảo rất là cao. Thì có thể là đi làm các bạn sẽ không dùng nó, nhưng mà để mà sơ bộ cũng như là chọn Sago thì nó là một cái ví dụ tuyệt vời, mình nghĩ là vậy. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi vào nha. Thì cái ví dụ này mình có trình bày ở trong cuốn sách sổ tay thực hành tính kết cấu thép từ A tới Z. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ví dụ đó ra và mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đó là chương tính Sago. Để cho nó dễ thì mình sẽ xin phép các bạn là mình sẽ hơi nó hơi hơi thô một chút nhưng mà để cho nó dễ thì mình sẽ cắt ra. Các bạn yên tâm, cắt vậy thôi nhưng mà sách này mình nhiều lắm cho nên mình cắt ra một tờ hay là một cuốn thì không ảnh hưởng gì đâu, được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành thực hành ví dụ này. Ví dụ này nó cũng khá là cơ bản, gặp rất nhiều trong cái nhà về kết cấu thép. Ok nha các bạn. Ví dụ công trình sử dụng Sago dập nguội, Sago dập nguội các bạn, được chưa? Hình chữ Z, được chưa? Hình chữ Z. Gác lên hai vì kèo cách nhau là 7,5 m, tức là hai cái bước khung đó các bạn. Bước khung từ cái vì kèo này đến vì kèo kia là 7,5 m. Khoảng cách hai Sago người ta là 1,2 m, bố trí 1,2 m. Độ dốc của vì kèo là 7 độ. Chiều cao giọt nước, tức là chiều cao mép mái á, tức là giả sử khung kèo thế này các bạn, được chưa? Giả sử khung kèo thế này thì cái chiều cao này nè, người ta gọi là chiều cao mép mái hay là chiều cao giọt nước, được chưa? Rồi là 9 m. Hệ chiều tải trọng, tĩnh tải và tải trọng treo cộng hai cái lại là 0,25 km/m², hoặc tải theo tiêu Việt Nam lấy 0,3 km/m². Áp lực gió, công trình thuộc dạng địa hình B, vùng áp lực gió là vùng 3. Yêu cầu chọn tiết diện Sago để đảm bảo khả năng chịu tải trọng. Rồi bây giờ mình sẽ cùng các bạn. Thì đây là ví dụ rất là thực tế, rất là thực tế. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái vấn đề lý thuyết một tí. Tiêu chuẩn kết cấu thép 5575/2012 không áp dụng để tính toán cấu kiện thép thanh thành mỏng. Không áp dụng nha các bạn. Hiện nay các cấu kiện như Sago Z này, Sago C dập nguội, tiếng Anh gọi là cold formed, được tính toán theo phương pháp tra bảng, chủ yếu là phương pháp tra bảng thôi. Tức là theo cái catalog của nhà sản xuất hoặc là theo các tiêu chuẩn nước ngoài. Và rất nhiều đơn vị thiết kế cái cấu thép nhà tiền chế thì sử dụng tiêu chuẩn của Mỹ, và cụ thể là AESI đó các bạn. Thì trong giới hạn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mà nó đơn giản nhất, đơn giản nhất, được chưa? Thì mình xin nói lại là hiện nay á, như bản thân mình á và các anh em làm bên nhà thép tiền chế đó, để tính toán cái Sago này đó
người ta sẽ sử dụng một phần mềm chuyên dụng, đó là phần mềm CFS, thường là CFS các bạn. CFS tính rất là nhanh, đơn giản, dễ sử dụng. Đó, thì bạn, các bạn nào tham gia khóa học kết cấu thép thì mình cũng hướng dẫn CFS rồi. Rồi các bạn mà có ủng hộ cho cái sổ tay này á, có mua sổ tay này thì admin cũng có gửi video đến kèm để hướng dẫn các bạn sử dụng CFS trong tính Sago theo tiêu chuẩn Mỹ. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng sử dụng phần mềm. Trong một số trường hợp để mà chúng ta tính nhanh, chúng ta kiểm tra nhanh, đó, sơ bộ để chúng ta kịp thời đáp ứng cho công việc mà giả sử không có phần mềm bên cạnh, đúng không? Thì chúng ta dùng phương pháp tra bảng cũng là một giải pháp rất hay. Đó, cho những anh em mà không có kỹ năng sử dụng phần mềm, hoặc là những người mà trong thi công chẳng hạn, chúng ta muốn chọn nhanh, hoặc là những công trình nó không yêu cầu phải tính toán gì nhiều, thì chúng ta sử dụng phép tra bảng này rất là hợp lý. Rồi bây giờ chúng ta cùng làm. Thì đầu tiên chúng ta phải tính toán trước nha. Để bài cho thì chúng ta sẽ thực hành tính toán nè. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tính toán. Không biết các bạn tháng ta. Để mình canh lại cái bút xíu nha. Rồi ok. Đầu tiên đó là phần A này, thông số đầu vào. Thông số đầu vào, nhịp Sago, L bằng 7.5. Được chưa? Độ dốc mái, alpha bằng 7 độ. Đúng ra độ dốc mái thì chúng ta dùng cái từ tan á, tan bằng bao nhiêu phần trăm á thì đúng hơn. Nhưng mà thôi mình ghi cái này cho các bạn dễ thực hành. Khoảng cách Sài Gòn A bằng 1.2. Rồi. Ok. Mình tính một cái Sài Gòn điển hình thôi nha các bạn. Chứ nếu mà tính theo cái mái á, thì nó sẽ có những cái vùng Sài Gòn khác nhau nha các bạn. Cái này các bạn tìm hiểu thêm nha. Mình tính một cái Sago đại diện á, Sago điển hình đó các bạn. Chứ còn nếu tính trên cái mái nhà đó thì chúng ta phải tính theo tiêu chuẩn Việt Nam hay tiêu chuẩn Mỹ gì á thì nó cũng sẽ có vùng Sago. Thì thôi bây giờ mình sẽ tính đơn giản cái đó các bạn. Theo tiêu chuẩn 23.1995 này các bạn. Được chưa? Thì công trình nó thuộc vùng 3B. Mình gọi đơn giản là như vậy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có VK0 bằng 125 kg trên mét vuông, đúng không? Và cái này quy đổi ra là khoảng cỡ là 1.25 kN trên mét vuông. Tức là áp lực gió tiêu chuẩn đó. Rồi. Dạng địa hình B. Dạng địa hình B. Chiều cao giọt nước H bằng 9 m. Được chưa? Thì chỗ này chúng ta sẽ có tra bảng. Thì ta tra cái này rất dễ dàng. Hệ số phụ thuộc vào độ cao và dạng địa hình. K bằng 0.976. Cái này đơn giản lắm. Cái này hầu như các bạn làm đồ án đều đã từng trải qua cái này. Cho nên mình nói nhanh thôi. Được chưa? Hệ số K. Rồi bây giờ đó, trong các cái hướng gió đó, thì đối với tiêu chuẩn Việt Nam đó, thì cái hướng gió mà tác dụng theo dọc nhà là hướng gió có hệ số khí động lớn nhất. Như vậy thì xét trường hợp gió dọc nhà, gió dọc nhà, được chưa? Thì lúc đó hệ số khí động mình lấy là -0.7. Trừ tức là gió bốc lên đó các bạn. Được chưa? C bằng -0.7. Như vậy ta sẽ có áp lực gió tính toán nè. VK sẽ bằng VK0 nhân K, đúng chưa? Nhân C. Chúng ta ráp số vào thì bằng 1.25 nè các bạn. Nhân cho 0.976. Nhân cho -0.7. Được chưa? Như vậy VK sẽ bằng -0.854 kN
trên mét vuông đó. Ok chưa? Rồi từ đây chúng ta làm một cái bảng nhỏ nhỏ để cho nó dễ thực hành. Thì chúng ta sẽ lập bảng tải trọng này. Bảng tải trọng. Được chưa? Bảng tải trọng. Ta lập bảng ra. Rồi ở đây mình sẽ lập một cái bảng đơn giản cực kỳ luôn á các bạn. Tiên là số thứ tự nè, đúng không? Mình cứ lập từ từ vậy đi. Rồi tải trọng nè. Rồi tải giá trị tiêu chuẩn nè. Được chưa? Rồi cái thứ hai đó, hệ số vượt tải nè. Rồi tải tính toán nè. Được chưa? Rồi tải tiêu chuẩn này đơn vị là kilonewton trên mét vuông nè. Hệ số vượt tải là ký hiệu là trên N nè. Tính toán là kilonewton trên mét vuông. Đó, mình lập vậy cho nó nhiều bạn á. Nhiều bạn cho nó dễ. Được chưa? Mình lập như vậy thôi, dễ theo dõi. Rồi thứ nhất là tĩnh tải, đúng chưa? 0,25. Hệ số vượt tải là 1,1. Tính ra được là 0,263. Được chưa? Thứ hai là hoạt tải. Tĩnh tải hoạt tải. Giá trị 0,3. Hệ số vượt tải 1,2. Như vậy là 0,36. Được chưa? Rồi hoạt tải gió. Giá trị tính ra được là trừ 0,854. Hệ số vượt tải 1,2. Như vậy thì chúng ta tính ra được trừ 1,025. Rồi như vậy chúng ta có được bảng tải trọng như vậy. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta tiến hành là các cái tổ hợp tải trọng mà tác dụng lên Sài Gòn. Rồi chúng ta đến tổ hợp tải trọng tác dụng lên Sài Gòn nè. Ví dụ lên Sego chúng ta cũng lập bảng như vậy các bạn, lập bảng như vậy cho nó dễ đó. Chúng ta nói chung nó là một kỹ năng lập bảng, là một kỹ năng cần có các bạn, cần có. Và cái này nó không gì khó hết, nó đòi hỏi thời gian để sau này làm gì, để sau này các bạn làm kỹ sư đúng không, bạn tính toán thì bạn biết cách lập bảng tính đó các bạn, biết cách lập bảng tính. Thực sự ra mấy cái này thì mình cũng học dần dần rồi bắt chước người ta, chứ mình đâu có phải là giai đoạn đầu mình làm được đâu. Mình bắt chước xong rồi cái bắt đầu mình sẽ tối ưu lại một xíu theo ý của mình, ví dụ như vậy. Thì đối với mình là nó phù hợp, nhưng mà có thể là đối với người khác thì nó hơi khó nhìn, nhưng mà cơ bản thì nó cũng trên nền tảng giống nhau rồi. Đó, ghi chú đúng không? Đó, lập thế này. Thì đầu tiên đó, tĩnh tải, cái tổ hợp tĩnh tải và hoạt tải này, đúng chưa? Đó, thì mình đặt tên là TH1 đi, đúng chưa? Rồi, hệ số tổ hợp chưa? Rồi tĩnh tải và gió bốc, gió hướng lên đó các bạn, mình đặt tên là TH2. Chưa? Rồi
Đáp số vô sửa cái này 0,843. Tính hai cái này lại là trừ. Cái này các bạn tính tính ha, bỏ giá trị vô. Đặt đặt bút tính ở đây mình ghi. À, hướng là hướng down nè, tức là hướng xuống nè. Được chưa? Tải hướng xuống, hướng vào. Hướng xuống nè. Hướng vào máy á, nó hướng. Còn cái hướng này hướng up nè. Được chưa? Hướng ra khỏi máy. Được chưa? Rồi. Như vậy đó, từ đây ta mới suy ra nè, cái tải trọng á, tác dụng lên sờ gồ đó, quy mắc này các bạn, thì nó là độ lớn đó, thì nó sẽ là trừ 1,136, đúng không? Kilonewton mấy đó. Cái này các bạn tính được chứ gì cũng được, đúng không? Cho nên mình nói ngắn gọn xíu chứ tính thì nó dễ lắm. Rồi, như vậy đây là cái trường hợp gì? Trường hợp thuộc trường hợp là tĩnh tải, được chưa? Và gió bốc tác dụng đồng thời. Gió bốc, được chưa? Gió bốc tức là gió hướng ra khỏi máy. Rồi, đó là thông số mình đã tính được rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành chọn. Chọn và kiểm tra. Rồi, thì ở đây mình sẽ sơ bộ chọn, được chưa? Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn này. Ở đây đó thì các bạn tìm cho mình cuốn sách này. Cuốn sách này dù gì á thì nó cũng là hiện nay các catalog á thì nó rất là nhiều. Nhưng mà các bạn tìm cho mình cái cuốn này. Cuốn này dù gì cũng có nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật ban hành năm 2010. Thì cuốn sách này của thạc sĩ Hoàng Văn Quang, được chưa? Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Quốc Cường. Thì cuốn này á các bạn tìm cho mình. Thì thực ra catalo thì cũng rất là nhiều trên mạng á, hoặc là khi các bạn làm đồ án thì thầy cô cũng sẽ cho các bạn một số catalo về cái khả năng chịu tải trọng của một số loại sờ gồ ở các hãng, của các hãng khác nhau. Nhưng mà thôi thì các bạn tìm nó hơi cực, thì các bạn tìm cho mình nó cuốn này, được chưa? Cuốn này thì trong cuốn này đó mình sẽ tiến hành chọn. Thì mình sơ bộ đi, thì ở đây mình thực hành mà, thì mình sẽ chọn ví dụ với nhịp 7,5 thì mình quyết định sẽ chọn sờ gồ là 200, được chưa? Chọn sờ gồ 200 đó, thì mình sẽ tìm đến cái mục là sờ gồ C hoặc là sờ gồ Z 200, được chưa? Rồi sau đó nhịp 7,5 thì mình sẽ chọn số ti dần là 2, số ti dần là 2. Rồi như vậy mình ví dụ đây là cái, đây là hai cái máy kèo của mình, hai cái máy kèo của mình đúng không? Rồi thì mình quyết định là sẽ bố trí sờ gồ thế này đó, được chưa? Và dùng hai ti dần, ti dần ở đây, được chưa? Hai ti dần, bạn hiểu ý không? Hai ti dần đó. Còn cái tác dụng ti dần thế nào thì thôi, cái đó các bạn đọc thêm tài liệu nha các bạn. Đây mình chỉ nói về cái tính thực hành của nó thôi. Mình sẽ chọn hai ti dần. Rồi, như vậy mình sẽ quyết định nè, chọn sờ gồ Z nè, 200, được chưa? Cao 200 à, nhân cho 1,5 ly, dài 1,5 ly, được chưa? Tức là nó có kích thước là cao, chiều cao là 200 và bề dày là 1,5 ly. Rồi ví dụ thế này các bạn, nó rồi cái này 200, bề dày này là 1,5 ly, được chưa? Rồi cái đoạn này thường thường clip này khoảng cả 16 hoặc 20, ở đây mình lấy 16. Cái này
Và cái này mình 62. Cái này 68. Được chưa? Rồi, ví dụ như vậy, mình vẽ hình cho các bạn dễ hiểu vậy thôi. Ok, rồi mình chọn sơ bộ như vậy thì mình sẽ tra vào sách của thầy. Được chưa nào? Tra sách của thầy mình coi thử. Sách của thầy họ Hoàng Văn Quang, cái thạc sĩ Hoàng Văn Quang đó. Rồi, mình sẽ tìm thử. Đây. Mình tìm. Như vậy thầy áp dụng cho dòng đơn giản, nhưng mà mình thì sử dụng dòng liên tục. Còn thầy áp dụng dòng đơn giản như vậy mình ráp này. 7m5 này các bạn. Được chưa? Thì nếu như mà hai ti dần thì khả năng chịu tải là 0,96. Được chưa? 0,96. Như vậy mà chúng ta là dầm dầm liên tục đó. Như vậy là khả năng chịu tải nè, theo dầm đơn nè, mình gọi là QS. QS nghĩa là S là viết tắt của từ single đó. Ý mình là như vậy. Thì là 0,96 kN trên mét là khả năng chịu tải của cái sago 200. Như vậy nó nhỏ hơn cái Qmax này. Nhưng mà chúng ta có thể lấy gần đúng, bởi vì khi chúng ta sử dụng dầm liên tục đó thì cái khả năng chịu tải nó sẽ lớn hơn. Được chưa? Chúng ta dầm liên tục có nghĩa là chúng ta off và left. Nghĩa là chỗ này chúng ta sẽ bố trí. Được chưa? Nối chồng vào overlaps. Bạn hiểu cái đoạn nối chồng này không? Đó, nối chồng vào. Được chưa? Ừ. Thì cái khả năng chịu tải nó sẽ lớn hơn. Và các bạn có thể lấy gần đúng theo công thức của cái kết cấu thôi. Được chưa? Các bạn có thể lấy gần đúng 11/8. Vì chỗ này chúng ta chỉ là tính toán sơ bộ thôi mà. Chúng ta chọn theo pháp tra bảng thôi mà. 1/18 của Q single. Được chưa? Và 11/8 của cái 0,96 này. Nha, 0,96 này. Được chưa? Và chúng ta tính ra được thì nó rơi vào khoảng cỡ là 1,32. Được chưa? Như vậy thì chúng ta lấy 1,32 với sago mà chúng ta chọn là 200 nhân cho ly rưỡi. Được chưa? 200 nhân ly rưỡi thì nó ra được khoảng cỡ là khả năng chịu tải theo dầm liên tục đó thì khoảng cỡ là 1,32, gần đúng như vậy. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ chọn thế này. Như vậy chúng ta thấy là khả năng chịu tải là 1,32. Được chưa? Kilonewton trên mét. Nó lớn hơn là cái Qmax là 1,136. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ chọn Sago Z. Được chưa? 200 nhân cho 1,5 ly. Bố trí 2 ti dần. 2 ti dần. Rồi, thì đây là phương pháp tra bảng. Được chưa? Phương pháp tra bảng. Để các bạn có thể chọn sơ bộ Sago Z cho các công trình nhà công nghiệp. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Mình xin nhấn mạnh lại một lần nữa, nếu các bạn muốn tính chính xác cho cái loại Sago này thì theo chuẩn Mỹ thì các bạn có thể sử dụng phần mềm CFS là tiện nhất nha. Rồi, thì trong tương lai đó các bạn có thể lập thành những cái bảng tính Excel. Giống như thay vì nãy giờ chúng ta tạo ra những cái bảng này nè, nó vất vả đúng không? Thì chúng ta sẽ lập bảng Excel, sau này chúng ta chỉ cần thay số là nó tự nhảy thôi. Và để quảng cáo một xíu nha các bạn, thì khi các bạn mà nếu mà ủng hộ dân á, mà các bạn có thể các bạn mua những cuốn sách này nè, thì trong cái này mình cũng có để Excel hết rồi, và cũng có hướng dẫn sách 2000 cũng như CFS. Yeah, có video đi kèm nữa. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.